tỉnh thức và chuyển động trở về. Chuyển động trở về hay chuyển động hướng nội của đời người, sự suy yếu hay tan hoại của thân xác, bất kể là do tuổi già, bệnh tật, tàn phế, mất mát hay thảm kịch cá nhân, đều có thể mang lại một khả năng rất lớn cho việc thức tỉnh tâm linh. Tức là con người có thể loại bỏ sự đánh đồng ý thức với hình tướng. Kể từ khi nền văn hóa đương đại có một chút chân lý tâm linh cho đến nay, ít ai có thể nhận ra đây chính là một cơ hội. Vì thế, khi chuyển động này đến cho họ hay những người thân của họ, thì họ nghĩ rằng có một cái gì đó đã sai lầm nghiêm trọng hay đáng ra những việc đó không nên xảy ra. Nền văn minh của chúng ta rất thiếu nhiều hiểu biết về đặc điểm tồn tại của loài người và lại càng kém hiểu biết hơn về chân tánh con người trong lĩnh vực tâm linh. Cho nên chúng ta đành phải chịu đựng khổ đau kéo dài. Đối với nhiều người, đặc biệt trong thế giới phương Tây, cái chết là một khái niệm hoàn toàn có tính chất trừu tượng. Cho nên họ không thể hiểu được điều gì sẽ xảy ra khi thân xác con người bị tan hoại. Vì thế, hầu hết những người già yếu đều bị đưa vào các trại dưỡng lão. Thi hài của người chết, thay vì được trưng bày cho mọi người nhìn ngắm như các nền văn hóa cổ xưa, thì nay bị đem đi và giấu kín trong các nhà quàng. Nếu bạn tìm cách nhìn vào các thi hài, gần như là bạn phạm pháp, ngoại trừ đó là những người thân thích của mình. Thậm chí, tại các nhà tang lễ, khuôn mặt của người chết còn được trang điểm rất cầu kỳ và bạn chỉ được phép nhìn một phiên bản xác chết khi đã làm xong công việc vệ sinh và tẩm liệm. Do đó, cái chết đối với họ chỉ là một khái niệm trừu tượng, cho nên hầu như hoàn toàn không một ai chuẩn bị trước cái thân xác của mình đang chờ đợi lúc phải bị tan hoại. Vì thế, khi cái chết đến gần, họ bị chấn động dữ dội, họ không hiểu gì hết, họ tuyệt vọng và họ rơi vào một nỗi sợ hãi cùng cực. Đối với họ, mọi thứ đã trở nên vô nghĩa bởi vì tất cả ý nghĩa và mục đích của cuộc đời đều liên quan đến việc tích lũy, thành công, xây dựng, bảo vệ và cảm giác thỏa mãn. Vì tất cả những thứ đó đều liên quan đến chuyển động hướng ngoại cùng với sự đánh đồng hình tướng, tức là liên quan đến bản ngã của họ. Cho nên, hầu như mọi người không ai có thể hình dung thêm được cho mình một ý nghĩa nào khác khi đời sống của họ hay thế giới của họ đang đi vào hủy diệt. Và tuy nhiên, rất may mắn còn có một ý nghĩa sâu sắc và rất tiềm năng khác có thể dành cho bạn ngay trong giai đoạn chuyển động hướng ngoại này. Chính ngay vào lúc tuổi già đến và những mất mát thương đau trong thảm kịch cá nhân mà chiều kích tâm linh truyền thống đã đi vào đời sống của con người. Có thể nói rằng mục đích bên trong của họ chỉ có thể phát sinh khi mục đích bên ngoài của họ có sự sụp đổ và khi cái vỏ của bản ngã cũng bắt đầu rạn nứt. Những biến cố đó tiêu biểu cho sự khởi đầu của sự chuyển động hướng nội, hướng về sự tan hoại của hình tướng. Trong hầu hết các nền văn hóa cổ xưa, con người đã có một trực giác để hiểu được tiến trình này. Do đó, cũng là lý do những người già rất được tôn kính. Họ là những kho tàng thông thái và tạo ra những chiều kích ý thức sâu sắc mà nếu không có nó thì không thể có nền văn minh nào tồn tại được lâu dài. Trong nền văn minh đương đại của chúng ta, con người đã đánh đồng hoàn toàn với thế giới bên ngoài mà không hề biết có một chiều sâu tâm linh bên trong. Do vậy mà ngay cả danh từ người già cũng mang một hàm ý tiêu cực là chủ yếu. Từ này gần như đồng nghĩa với từ vô dụng. Vì thế, chúng ta cho là bị xúc phạm khi cho người ta cho chúng ta là người già. Để tránh dùng từ người già, người ta đã dùng những từ ngôn ngữ có vẻ hoa mỹ như người cao tuổi hay là bậc cao niên. Ngày xưa bà ngoại là hình ảnh của một nhân phẩm đáng kính xếp hàng đầu trong quốc gia. Ngày nay từ bà lão chỉ còn là hình ảnh của một con người dễ mến mà thôi. Tại sao người già bị cho là vô dụng? Bởi vì ở tuổi già họ đã chuyển trọng tâm từ trạng thái của một con người hăng say trong công việc sang trạng thái lui về thực tánh của họ, mà nền văn minh của chúng ta chỉ để ý đến chuyện mất khả năng làm việc của một con người, không ai biết gì về thực tánh của họ cả. Vì thế,
Khi bạn nói về đề tài này, họ sẽ hỏi, thực tánh là cái gì? Bạn làm gì với cái thực tánh của mình kia chứ?